funnygame.vn sao bác liên quân, PUBG giá rẻ uy tín. Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thái Gì đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Mr. Bean nha. Và nếu anh em nào thích cái video này thì đừng quên là bỏ lại một like cũng như là chia sẻ video giúp mình nhé. Ok, chúng ta sẽ có một nhiệm vụ giao hàng cho cái con chó ở đây. Con này là cái con chó của cái thằng chuyên bắt nạt con gấu bông của mình ấy, đúng không? Mình sẽ dùng cái booster này luôn. Ấn luôn để có thêm một cái gì đó có rocket car. Chạy nhanh hơn chăng? Thêm phát nữa này. Ok, cho được thêm một cái đóng băng anh em, đóng băng hàng hóa ở trên cũng khá là hay. Wow. Xa thế nhỉ? Đường thì mắc xa luôn anh em. Đường mắc xa mà thời gian thì có ít quá. Có tí thời gian à. Mình sẽ thêm một món hàng nữa anh em ơi. Không biết là liệu rằng có mang hàng được về đến nơi không. Cho còn có 10 giây rồi. Và chỉ còn duy nhất một món hàng nữa nha anh em. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Có 3 giây, 2 giây và 1 giây. Ok, đã vẫn về được rồi. Có một món hàng nó chỉ tiếp cho mình một ít thôi. Một ít tiếp cho mình có 10 đồng thôi. Thôi cũng được, không vấn đề gì. Ủa, cái này làm quảng cáo ta. Cái này lại có quảng cáo rồi. Có thể là tắt giữa chừng rồi không ta? Được anh em ơi. Cái này quảng cáo tắt giữa chừng được. Và chúng ta sẽ... Cái này thì sẽ phải hồi này. Bây giờ sẽ ra nhiệm vụ cho cái thằng bé ở bên này nha. Thằng bé sẽ cần đồ. Đi đây anh em. Let's go. Vẫn là Mr. Bean đóng vai cho và đi giao hàng. Ui, từ. Cái đi nhanh này, cái đi phải đi nhanh tại vì sẽ cái cầu nó sẽ ở đối trọng ấy. Nó sẽ rơi xuống. Ui trời ơi, còn hai món này. Chết tiệt. Lên. Ok. Hợp lý phết. Chúng ta cố giảm tốc độ xuống. Về, ui vẫn đủ hai món, chắc chắn nó sẽ phải tip cho mình 20 đồng là ít. Đúng, chính xác là phải đốt tip mình 20 đồng và free này. À, có thể mở được cái box này một cách free nhưng mà thôi không cần. Đạt level 5 cả thì mình đang lên mở cái này, mình có level 3 à. Cái kia đang hồi nhá. Tiếp tục có ra nhiệm vụ cho bà già. Có dùng cái đồ gì không? Chưa cần gì cả, bánh xe khổng lồ hoặc là đóng băng. Chúng ta sẽ cố gắng đi đóng băng, có được bao nhiêu giây ta? Úi dồi. Quả đường ở dã man nhỉ. Có rơi đồ không ta? Chưa. Đồ chưa rơi nhá. Đấy, đồ chưa rơi. Đồ đạc là chưa rơi. Lên. Qua cầu. Lên nào. 31 giây. Hay ghê. Excellent. Còn 74m liệu rằng chúng ta có về không anh em ơi. Đáng lẽ phải kết hợp cả đóng băng với cả cái tốc độ di chuyển thì nó sẽ hợp lý. Ôi trời ơi, sao không về rồi anh em ơi. Nhanh. Ui rồi. Đồ đạc có bị rơi mất cái nào không ta? Không rơi mất cái gì anh em ạ. Tiếp gần 40 đồng luôn. Yes. Phải nói là quá ngon luôn chứ nhờ. Nhưng mà cái này hơi nhiều quảng cáo quá ta. Cứ một lúc lại có quảng cáo hơi khó chịu một xíu. Thôi cũng được, chúng ta sẽ nhiệm vụ giao hàng cho nữ hoàng anh ở bên này nha. Hay nha. Ui hàng to thế. Nữ hoàng anh kiểu gì cũng sẽ tít ra rất là nhiều nhưng mà chúng ta sẽ không còn đóng băng rồi. Mình có cái tốc độ thôi. Và bánh xe cỡ siêu lớn thôi. Sấp mặt luôn. Ok. Phanh lại của đấy. Chúng ta không phanh lại thì chết ngay. Nó sẽ rơi tự do ngay. Đáng qua. Đường này nó hơi quen ta. Đường này hơi quen nhá. Úi ôi, đẳng cấp vãi lều. Không mất một hàng nào luôn anh em ạ. Bài tít nhiều. À tít tầm khoảng 50 đồng thôi. Nó vẫn thiếu một cái phụ kiện này. Chúng ta ở đây vẫn thiếu một cái phụ kiện anh em. Chúng ta sẽ nói chuyện với con mèo. Và tiếp tục đi giao hàng cho con mèo nhá. Chúng ta sẽ mở thêm một cái. Có cái gì vậy? Hay không, có cái stack freezer đóng băng này. Nó mà kết hợp với tốc độ thì tuyệt hảo. Con mèo thì thường nó sẽ không được tặng nhiều tiền đâu.
SML bây giờ bám đường là tốt nhất anh em. Chưa rơi, hàng hóa chưa rơi nhá. Ui ồ, vãi lều, hàng hóa thế mà không rơi ta. Nên cuối cùng rơi một cái rồi. Rồi anh em còn, ui, thời gian còn tí thôi. Cố lên nào, tốc độ lên. Đi chậm quá không ăn thua đâu. Tí thì lật ta. Về, con mèo nó giả bằng bao tiền đây. Mấy con mèo này có nhiều tiền không ta? Tí cũng chỉ là 10 đồng thôi. Open box, được một cái box vàng. Chúng ta thêm các phụ kiện, nice. Xem quảng cáo thêm một lần để có thể mở được cái quà free. Tôi gì không mở ra nhỉ? Xem luôn. Ngay và luôn. 12 giây, 10 giây. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tắt này đi cái. Rồi chúng ta sẽ vào, nice. Rồi chúng ta có thêm chỗ để level up cho cái xe của mình lên. Well done, yeah, 2. Chúng ta sẽ không có cái VIP pass nên không làm gì được. Chúng ta level 4 rồi, level 5 sẽ mở thêm một cái ô giao hàng nữa. Cái này giao hàng rất là nhiều, để giao hàng cho bạn gái. Để giao hàng cho cô bạn gái, cô người yêu. Xuống nào. Rồi ôi. Sóc đường sóc giật như thế này. Yêu. Kinh quá anh ơi. Ôi. Ngã sấp mặt rồi. Tệ vãi chưởng luôn. Đáng em nên đấy thôi. Bạn gái nhờ giao hàng. Không thể nào mà qua loa được. Ui. Kinh vậy. Quái vật vậy. Từ từ nha. Tôi đang đi. Anh đi qua đây. Ôi chỗ này không được rồi. Chỗ này bị lỗi rồi. Không được. Không ổn rồi anh em. Chỗ đấy là hơi khó đi rồi. Chơi khó đi thế. Đi sao đây? Từ từ lướt qua. Đang đi. Ui rơi mất một món rồi. Rơi mất 2 món rồi. Cái này phải phanh lại. Cái chỗ ấy phải phanh lại. Đúng rồi, chính xác phải phanh lại. Quả đường rơi gấp khúc. Dợ sợ vãi chưởng luôn. Thôi xong rồi. Còn hơn 100 mét nữa thì làm sao mà đến được nơi nhỉ. Quá khó luôn. Xong. Không được luôn ạ. Khó thế. Nhiệm vụ đâu trong những nhiệm vụ khó nhất từ trước đây mình từng làm đấy. Chẳng lẽ cái hàng này không ra được chăng? Từ từ thôi. Bình tĩnh nào. Ok. Sang cầu. Đi qua. Ui dồi. Tốc độ chậm quá. Bị sao rồi? Lên cái dốc mà mất bao nhiêu thời gian ta. Không ổn lắm rồi. Từ từ nhá. Xuống dưới. Đi qua. Xong. Từ từ thôi. Mình phanh dốc của đấy quá tí ngã kìa. Còn 74 mét. Cố lên nào. Ok. Đi nào anh em ơi. Quyết tâm về. Quả này quyết tâm là về nên mình dùng cái tăng tốc độ di chuyển lên. Không về không được. Mình thề không về không được. Rồi cho ra giao hàng thành công. Yes, cuối cùng mình đã giao hàng thành công rồi. Khó thật sự nhỉ. Khá là mệt về cái vấn đề là giao hàng ở đấy. Đúng không? Không đơn giản. Play, tiếp tục chơi. Mình sẽ còn một cái boost thôi. Chứ còn duy nhất một cái boost bên kia thôi. Hàng mắc cao luôn. Đây là giao hàng cho ai đây? Nhìn giao hàng cho con chó phải đúng không em? Ui. Đi nhanh. Quả đấy gấp khúc quá. Rơi mất một hàng món nữa rồi. Bình tĩnh rồi. Sắp về đích rồi. Đừng làm rơi nốt món hàng kia là xong. Ok, chúng ta đã giao xong món hàng cho cái con này. Cho con chó con. Yes. Và tiếp tục giao hàng cho nước Hoàng Anh nhá.
Chú ơi, lên level 5 cơ thì mình có thể là mở khóa được những cái nhân vật ở phía sau nha anh em. Bây giờ thì chưa. Vẫn là một ngày đông giá rét. Ten 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 ten. Lên nào, lên nào, lên nào, lên nào. Wow. Đang cố gắng lên. Ok. Úi dồi ôi. Rơi hàng rồi, rơi hàng, rơi hàng, rơi hàng, rơi hàng rồi. Rơi món hàng rồi, rơi món hàng rồi. Rơi hơn 2 món rồi. Còn 2 món ở trên này thôi là rơi hết. Rơi hết rồi, còn 5 giây. Chết tiệt rồi. Ui. Hết thời gian ạ. Có về được không ta? Cửa này hơi khó đấy nhở. Chúng ta sẽ... đi tốc độ thật cao anh em ơi. Đi bằng mọi giá phải về đích. Đi như bay luôn. Bị rơi mất một món rồi. Không cần quan tâm luôn tại vì là cái này là thời gian nó quá gấp rút. Đấy, được chưa? Hay à. Cuối cùng đã về đến nơi rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời, mình sẽ mở được cái loot, cái hòm ở đây này. Mở luôn thôi. Để đợi chờ làm gì đúng không? Tắt cái này đi cái. Ok, và mở một cái loot boxer open. Ra nào, rất nhiều thứ equip này, khúc xương này. Có hai thứ để equip mới, 70 vàng. 70 vàng cho cái map này, mình hết cái boost rồi. Thế dùng hết cái boost đấy, có khúc xương này anh em. Và màu sắc của xe được gọi là cải thiện, có 3 gói hàng à. Được xếp rất là đẹp ở đây. Nhưng mà nó khá là xa. Vì thế. Ui, cái gì đấy? Xe bị giật ngược trở lại nhưng mà vẫn đi được anh ạ. What the fuck ơi, xe bị chìm dưới nước rồi anh em. Ôi, chết. Đố được luôn đấy. Không có đà. À, dưới nước không có đà luôn. Chịu rồi. Khúc xương mới khá là đen đủi. Ok thì chúng ta sẽ cứ mê nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Xin chào, gặp lại. Bye bye.